này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lực bát nhã ba la mật đa nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa bậc cực hỷ, bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lượng bát nhã ba la mật đa nên điều bậc cực hỷ cho đến bậc pháp vân này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa nên lìa năm loại mắt sáu phép thần thông. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa mười lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, tám pháp Phật bất cộng vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa mười lực phật cho đến mười tám pháp phật bất cộng này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa pháp không quên mất tánh luôn luôn xả này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, vì lìa tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa, nên lìa tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa, nên lìa quả dự lưu nhất lai, bất hoàn, a la hán. Vì lìa tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa nên đìa quả dự lưu nhất lai bất hoàn a à la hán này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa quả vị độc giác vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa quả vị độc giác này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa tất cả hạnh đại bồ tát này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư phật này các thiên tử vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết trí vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa trí nhất thiết trí